Chào, con là Bùi Quốc Phong. Năm nay con 11 tuổi. Con sống ở thành phố Hà Nội. Sang huyện Thanh Trì. À. Đây bài thích trình của con. Rồi, Quốc Phong giới thiệu các nhân vật trong dự án của mình đi. Vâng, nhưng đây là nhân vật của con gồm có là 18 nhân vật tất cả. Gồm một hộp quà, một cái mặt trong trắng, cái đại trong trắng, sự happy, chữ birthday, một con rồng, một con kỳ lân, ngôi sao, bóng bóng, áo mũ, nến, hai người quen với cả một cái loại. Người đó là vào đầu thì sẽ thấy có là một cái nút cũng như là cái dòng chữ. Quốc Phong cho cô biết là Quốc Phong đã lập trình nhân vật người que là như thế nào? Con chỉ cho nó chuyển động ảnh thôi. Ừ, con làm thế nào để cho nó chuyển động? Con sử dụng câu lệnh là liên tục và đợi một giây và trang phục kế tiếp. Ừ, con vào phần trang phục, cô xem trang phục kế tiếp nào. À, cái này là con tự vẽ hả? Vâng ạ. À, rồi, quá là đẹp luôn. Rồi, rất là sáng tạo. Không những là có con khủng long trang phục kế tiếp mà vẽ được người que trang phục kế tiếp luôn. Rồi, rất là tốt. Thế trong dự án này thì Quốc Phong thích nhân vật nào nhất? Con thích nhất là mấy con người quen này, tại vì con À, thích mẹ. rồi, cô cũng rất là thích cái nhân vật người que này của con. Rồi, thế nếu như mà cho con thêm một tuần nữa để hoàn thiện sản phẩm này thì Quốc Phong có muốn làm thêm cái chức năng gì hay là muốn bổ sung thêm cái gì ở trong dự án này nữa không? Chắc là con vẫn có thể À, thêm được. à thế này là thích rồi đúng không? Chỉ cần để thế này thôi đúng không? Rồi ok, để cô xem nào. Cô mời à đây. Cô mời Trọng Khiêm nào, Trọng Khiêm thử nhận xét dự án của bạn Quốc Phong xem nào, xem Trọng Khiêm thấy dự án này thế nào. Con thích nhân vật gì? Con thích nhân vật khủng long ạ. À, Trọng Khiêm lại thích nhân vật khủng long. À, Trọng Khiêm thấy dự án của bạn đã tốt chưa? Có việc có cái gì cần phải chỉnh sửa thêm không? Vâng ạ. À, rồi cô mời thêm một bạn nữa nhận xét nha. Cô mời Phi Long nào, xem Phi Long thấy dự án của bạn thế nào. Ừ. Bạn thích nhân vật gì? Con thích nhất là người que. Cũng thích người que luôn. À, nó đẹp hả? Ừ, rồi à, buổi sau hoặc là lát nữa cuối giờ mà có thời gian thì Quốc Phong chia sẻ cho các bạn xem làm vẽ người que là như thế nào nhá, bởi vì các bạn ấy khá là thích nhân vật này rồi. Quốc Phong làm cho cô bước cuối của bài thuyết trình nào, đừng tắt xe vội nhá, để nguyên nào. Bước cuối là gì nhỉ? Tôi đến đây là kết thúc. À rồi, tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án của tôi không? Rồi, thế là đang rất là trôi chảy và đang rất là tốt, thì có một cái đoạn cuối này lại lại hơi bị một chút xíu nha. Rồi, cô nhận xét bài thuyết trình của Quốc Phong.
Thì mới đầu nói rất tốt và rất tự tin mà giới thiệu các nhân vật rất là đầy đủ luôn, rất là hay luôn. Thế mà đến có mỗi một cái câu là cái câu đơn giản nhất, câu ngắn nhất, có mỗi hai câu thôi, còn đơn giản hơn là câu giới thiệu về bản thân, bởi vì nhiều bạn giới thiệu về bản thân còn còn không nhớ là mình ở quận huyện thành phố nào, có biết mình học trường lớp nào nhưng mà không nhớ mình ở quận huyện thành phố nào. Còn đây mình chỉ nói hai câu thôi. Bài thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi, dễ thế mà. Rồi, thế là bài thuyết trình còn thiếu một chút xíu nữa để hoàn thiện nhá. Tuy nhiên bù vào thì cái tấm thiệp của Quốc Phong rất là sáng tạo. Từ cái nhân vật mở màn có thêm một cái phong bì thư để mở ra đúng không? Có một cái nút, nếu mà bấm một nút đấy để mở ra một tấm thiệp ngay từ cái đầu tiên đó cũng đã rất là sáng tạo và thú vị rồi. Sau đó ở trong dự án thì cũng có rất là nhiều các nhân vật sáng tạo, lập trình bản sao tốt này, bong bóng này, trái tim, ngôi sao đều làm rất là tốt. Đặc biệt là các bạn đều rất là thích cái nhân vật người que, rất là sáng tạo, tự mình vẽ ra. Những cái nhân vật tự mình vẽ ra thì bao giờ cũng đều được đánh giá cao về cái sự sáng tạo và cái phần thiết kế hình ảnh của nhân vật. Rồi cô rất là khen Quốc Phong ở cái dự án tấm thiệp sinh nhật. Tuy nhiên về phần thuyết trình thì lần sau phải chú ý hơn một chút xíu nhá, để mình có thể hoàn thiện trọn vẹn cái bài thuyết trình của mình nhá, Quốc Phong nhá. Vâng.